Trầm Châu. Ôi, trời ơi, anh Vũ, anh làm em hết hồn à. Xin chào anh Vũ, chào quý vị khán giả. Anh Vũ đợi em một chút xíu nha. Em sẽ cất cái bình hoa lên tủ lạnh rồi đem mình bắt đầu chương trình ha. Trông em có vẻ thích hoa quá nhỉ. Dạ đúng rồi, con gái mà ai mà không thích hoa chứ. Vậy thì hôm nay anh sẽ tặng em và quý vị khán giả một đóa hoa. Trời ơi, anh Vũ hôm nay ga lăng dữ ta. Anh Vũ tặng hoa gì? Hoa hồng hả? Hoa cẩm chướng nha, hay là hoa ly? Hoa hồng thì anh không dám tặng em đâu. Mà hoa cẩm chướng, hoa ly thì không phải là nghề của anh. Anh sẽ tặng cho em và quý vị khán giả một đóa hoa làm từ thực phẩm. Không những đóa hoa này sẽ làm cho món ăn chúng ta sinh động, mà sẽ giúp cho người thưởng thức trộn hương ấm, thấm vị ngon. Hoa mà làm từ thực phẩm hả? Nghe hơi lạ lạ đó nha. Không hề lạ chút xíu nào, mà rất là quen thuộc. Mà đảm bảo chúng ta chỉ cần chế biến trong tích tắc. Đó là món hoa mực xóa tiêu. Nguyên liệu để làm món hoa mực xóa tiêu chúng ta cần có mực lá khoảng 400g, tiêu đen, tiêu xanh, hành tím băm, dầu hào, tỏi băm, nước bột năng pha loãng, một số gia vị thông thường. Và một nguyên liệu nữa để làm cho hoa mực chúng ta được giòn và đẹp, đó là bột sẩm khô chiên giòn Ajiquit vị bơ. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho em và quý vị khán giả làm hoa từ con mực lá này ha. Và đây là mực lá anh đã rửa và làm sạch sẽ rồi ha. Anh sẽ cắt làm 3 phần theo chiều dọc của con mực như vậy. Bây giờ anh Vũ chỉ em làm hoa xem nào. Rồi, ở đây là nó có những phần dày, ở đây là phần mỏng ha. Anh sẽ ở đầu anh sẽ cắt khứa và anh cắt khoảng 2/3 của cái miếng mực này thôi. Chúng ta sẽ cắt khứa nhỏ như vậy. Cắt ở cái phần dày của miếng mực đúng không? Đúng vậy em ạ. Sau đó thì anh sẽ cắt ra những cái miếng vừa ăn như vậy. Mà sao anh Vũ lại khứa bên trong mà mình không khứa ở bên ngoài? Bên ngoài nó mỏng tạo thành những cánh hoa. Còn bên trong nó dày, sau khi chúng ta chiên xong sẽ bung ra thành những nhụy hoa bên trong. Sau đó anh sẽ cắt nghiêng ra 45 độ như vậy để chúng ta tạo ra những cái cánh hoa ha. Như vậy nha. Dạ. Ta sẽ cắt như vậy. Rồi, chúng ta sẽ làm lần lượt cho đến hết nha. Rồi. Quý vị khán giả thân mến, anh Vũ đã hoàn tất xong phần khứa mực rồi. Chúng ta sẽ khứa mặt bên trong của mực và nghiêng dao 45 độ khi khứa nha quý vị. Như vậy thì những cái khứa caro này nè sẽ bung đều ra, nở ra như những bông hoa rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ướp mực với lại bột trong khô chiên giòn Ajiquit vị bơ. Chúng ta sẽ cho vào đây hết một gói luôn. Rồi bây giờ anh sẽ trộn đều lên như vậy. Mặc dù em đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nhưng em vẫn rất tâm đắc cái điều này anh Vũ à. Đó là khi mà chúng ta sử dụng bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit thì chúng ta không phải nêm nếm bất cứ một gia vị nào nữa, đúng không nè? Rất là tiện lợi. Đúng vậy, anh cũng chuẩn bị sẵn một chảo dầu. Nãy giờ anh Vũ hả, làm em bị lôi cuốn một cái chuyện làm hoa mực mà em quên cái vế sau của món ăn là sốt tiêu á. Mình có làm sốt tiêu không anh? Có chứ, mình chiên mực trước đi rồi sốt tiêu mình làm chỉ trong tích tắc là xong à. Bây giờ dầu đã nóng rồi đó Minh Châu. Dạ. Anh sẽ cho mực vào chiên. Đúng là dầu nóng có khác ha, cho vào mực sẽ nở hoa đúng không anh? Đúng vậy. Đây. Để xem hoa mực của anh Vũ nào. Chưa. Nhìn thú vị quá. Anh Vũ ơi, cái mùi bơ thơm quá à. Đúng vậy em à, cái bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit vị bơ này có mùi bơ rất là đặc trưng. Anh lấy một cái chảo khác và anh sẽ làm sốt tiêu. Và anh sẽ xóc qua mực này, thế là xong. Anh cho vào đây một ít dầu. Sau khi chảo nóng rồi ha, anh sẽ cho tiêu vào xào trước. Anh sẽ cho khoảng nửa muỗng canh tiêu thôi. Và tiêu xanh luôn. Rồi anh sẽ xào tiêu trước. Ủa sao anh không phi hành tỏi trước mà anh lại xào tiêu trước? Thưa các bạn, chúng ta xào tiêu trước các gia vị khác để cho món sốt tiêu chúng ta có mùi tiêu đặc trưng. Rồi sau khi tiêu đã dậy mùi thơm ha, anh mới cho các gia vị khác vào. Cho vào khoảng nửa muỗng canh hành tím và một muỗng cà phê tỏi băm thôi, xào cho thơm lên như vậy. Rồi sau khi gia vị đã dậy mùi thơm ha, chúng ta sẽ cho vào đây nửa chén nước lạnh, nửa muỗng canh dầu hào, nửa muỗng cà phê hạt nêm ăn gì ngon. Anh cho vào đây tí xíu bột năng, anh vừa cho vừa khuấy như vậy, nhẹ thôi như vậy. Dạ, mình phải canh độ sệt vừa phải anh ha. Như vậy là được rồi đó. Chúng ta cho vào đây tí xíu nước mắm cho thêm đậm đà, một chút xíu thôi nha. Và bây giờ một bước quan trọng nhất để cho mực chúng ta được giòn và thấm gia vị là chúng ta cho cái mực đã chiên giòn này vào, chúng ta xóc đều và xóc rất là nhanh tay. Dạ, xóc đều và nhanh tay hả? Đúng vậy em ạ. Rồi,
là sao ra dĩa. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta cho mực vào, quý vị nhớ là chúng ta sẽ xóc thật là nhanh để cho mực áo đều một lớp sốt thôi, giúp cho mực vẫn giữ được độ giòn nhưng vẫn thấm gia vị. Và anh sẽ chưa một miếng này cho em thử rồi. Em thấy hoa này có thể nở được 4 mùa luôn đó anh Vũ. Và đặc biệt là hoa mực sốt tiêu sẽ nở vào mùa đông để ăn cho ấm áp. Không những hoa này nở và có mùi thơm của tiêu nữa chứ. Rất là thơm. Bây giờ em thử nha. Hấp dẫn quá. Mực ngọt, giòn, vẫn đậm đà và có mùi thơm của bơ. Nhưng mà bên cạnh đó cái vị tiêu cũng rất là hấp dẫn, không kém đâu nha anh. Em nhận xét rất là tinh ý, rõ hơn ấm. Thơm vị ngon. Quý vị các bạn hãy thực hiện món ăn này theo đúng như những gì mà đầu bếp Thanh Vũ của chúng ta vừa hướng dẫn. Và nhớ là cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày biết cảm nhận của quý vị nữa nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hãy viết thư cho chúng tôi hoặc gọi điện về số 0838237557. Đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị những ngày cuối năm thật ấm áp bên những người thân yêu của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.